Ngày 7 tháng 6, thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Long An cho biết, vụ tai nạn tại ngã tư Bình Nhật, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào chiều ngày 6 tháng 6 đã khiến hai người chết. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 6 tháng 6. Xe chở công nhân loại 28 chỗ cho tài xế Trần Kim Thức, 64 tuổi, ngụ cho Thành, Long An, điều khiển đi trên quốc lộ 1 trên làng hướng thành phố Hồ Chí Minh về Long An khi đến khu vực ngã tư Bình Nhật, km 1935 quốc lộ 1 thuộc ấp 1, xã Thành Đức, huyện Bến Lức, thì xe chở công nhân chạy từ làng đường phía trong giải phân cách ra phía lề đường gần với trụ đèn giao thông, pha chạm với 8 xe máy trong làng người đi cùng chiều vừa chờ đèn đỏ trước đó. Vụ việc khiến một người chết tại chỗ, một người chết tại bệnh viện. Tài xế thức có giấy phép lái xe còn thời hạn, qua test nhanh âm tính với nồng độ cồn, âm tính ma túy. Xe gây tai nạn cũng còn trong thời gian hạn kiểm định, Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, tài xế khai sau khi qua khỏi dốc cầu Bến Lức thì xe mất phanh nên mới va chạm với dòng người ở ngã tư. Trước đó vào năm 2019, tại ngã tư này cũng đã xảy ra vụ xe container tông vào 21 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, làm 4 người chết, 25 người bị thương. Tài xế sau đó đã bị tuyên phạt 12 năm tù, cấm hành nghề 3 năm sau án phạt tù.